Xin chào các bạn, mình là Hải Vũ và hôm nay nhà vườn Phúc Ngô cũng mới vừa mua được cây này về các bạn, mới vừa về tới vườn và đây là cây mai các bạn, cây thanh mai. Anh Hai và Phúc Ngô đang tính toán chuẩn bị cắt sửa lại cây mai này, mình quay lên cho các bạn xem và chiêm ngưỡng cho vui các bạn. Cây mai này có bộ hành cũng khá là to. Đó, các bạn xem lại. Mới vừa về tới nhà thì cũng đang còn hưng phấn nên đem ra làm luôn. Các bạn xem lại cái bộ đế của cây mai này. Bộ đế cũng khá là tròn trịa và hình thân khúc này tầm khoảng 80 các bạn, hình thân khúc này. Giờ không uống anh nè. Sau này bố tí cũng chặt chứ dẫn hết đi đâu, cành này cũng bỏ mà, chứ cành nó bỏ nó không lúa rồi thôi, bỏ luôn rồi, hụt lại đây cái ghét rồi đây cái nồi rồi luôn. Cạch gần quá, từ từ bỏ không sao. Tại cho nó trồng hỏng mất rồi chứ còn mình già đào quá.
đi đi thi đi sang thi cái thằng lệnh sáu sang lệnh sáu vậy. Ốc nhỏ 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 hồng ri đó, hay là một đồ hốc trục trọc con út đấy đó đóng đây thì làm được không bỏ, nhưng mà ý là cua cắt lớn thấp không, cắt lớn thấp ở dưới thằng ly dưới thằng tây này được đúng không, những dẫn sao này một cái dẫn ra đây này, thằng ly dẫn dẫn ra đây thằng ly dẫn xuống.
Chặt gì ra sao? Thấy dành đi. Chỉ dành lại cái. Chắc đủ quá. Dạ. Yeah.
gốc cây này ăn cái cây cây tâm heo cũng kia thua sóc nhỏ cũng có làm bé thôi, cái tư cách của hắn là ăn hàng hả chứ út nè chưa ăn gì thấy cũng có ta nhiều ta nhiều mà ta nhỏ ta nhỏ không ta nhỏ đắng mà thành hơn nên thành hơn À, và rồi sau một lúc thì Phúc Ngô cũng đã hạ tán một số tay cành các bạn. Và lấy lại một số các bạn một số thân đế. Và mình làm clip này thì qua link cho các bạn xem và chiêm ngưỡng cho vui các bạn. Và nếu đẹp xấu gì các bạn cứ bình luận dưới phần tin nhắn cho Hải Vũ và đóng góp ý kiến để anh em chúng ta còn học hỏi thêm một số kinh nghiệm của các bạn. Cành toàn đắng rồi quần gõn đắng kỳ nứ mà mình phó ăn được phó làm bài nó dưới với một cái mạc bên kia hắn trống với cái mạc bên đi mà hắn đắng một cái cành ở chỗ này nữa là hắn không đẹp không được đẹp chứ ba thành cái dù mất rồi chứ thành cái dù tròn mất thì sao này dẫn rất vẫn còn dẫn được cái toàn ro nhẹ ro sơ đừng cho cái cái phần mình đi trong tống quân phần mình cái này phần nhẹ dài ra dài chuyển đồ tới đài xuống này chọn đài xuống chết đài xuống đi hốc à. Và rồi clip này thì đến đây thì cũng đã kết thúc rồi các bạn. Các bạn nhớ đăng ký và chia sẻ để Hải Vũ còn nhiều cái động lực làm thêm những clip đẹp và những cây đẹp cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Xin chào và hẹn gặp lại.